Anthony Chen là một nhà tiên tri nổi tiếng được biết đến với những dự đoán chính xác trong lịch sử hiện đại. Với sự hiểu biết sâu sắc về tình hình chính trị và quốc tế, ông đã đưa ra nhiều dự báo về các sự kiện quan trọng trên toàn cầu. Vào đầu năm nay, Anthony Chen lại một lần nữa thu hút sự chú ý với dự báo của mình về tình hình thế giới trong năm. Các dự đoán của ông bao gồm những điều xung đột và chiến tranh, biến động địa chính trị, khủng hoảng lạm phát, sự căng thẳng trong lĩnh vực năng lượng cũng như nguy cơ ám sát những nhà lãnh đạo quan trọng. Anthony Chen đã tiếp tục đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ trong video mới nhất trên kênh YouTube cá nhân của mình. Đặc biệt, tập trung vào giai đoạn quan trọng của nửa cuối năm, ông nhấn mạnh rằng từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 sẽ là thời điểm khốc liệt nhất trong năm, được ông gọi là tháng 8 đen tối. Thiên khắc địa xung, thiên khắc địa hình, ngũ hoàng quy vị, hung khí gấp bội. Theo Anthony Chen, biểu hiện trên quẻ thẻ cho thấy khởi đầu tốt lành và kết thúc hỗn loạn, tức là có dấu hiệu cho thấy sự bùng nổ của các xung đột và cuộc đối đầu vào cuối năm. Trong video này, Anthony Chen không chỉ chia sẻ về dự đoán của mình về những biến động địa chính trị mà còn đề cập đến tình hình dịch bệnh toàn cầu. Ông nhận định rằng, mặc dù có dấu hiệu tích cực với việc giảm bớt của dịch bệnh ở nhiều quốc gia, nhưng vấn đề lớn hơn vẫn đang chờ đợi phía trước và một cuộc khủng hoảng về bong bóng tài chính có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Nhận định này cho thấy sự lo ngại của Anthony Chen về sự ổn định của thế giới sau dịch bệnh được kiểm soát. Ông nêu lên tình trạng bất ổn tiềm ẩn trong hệ thống tài chính và kinh tế toàn cầu, đồng thời cung cấp một cái nhìn cảnh báo về những thách thức có thể đối diện trong tương lai gần. Ông dự đoán rằng vào tháng 8, dịch COVID-19 sẽ gây ra một làn sóng kinh hoàng khác. Rất nhiều người sẽ bị cuốn vào, đặc biệt là ở châu Mỹ, châu Âu, châu Phi và các nước Đông Á. Sức lây nhiễm của dịch bệnh có thể tăng gấp đôi. Đồng thời, ông cũng nhắc nhở mọi người chú ý đến sự xuất hiện của ít nhất hai loại virus mới tấn công cùng lúc hệ thống miễn dịch cơ thể. Liệu tháng 8 tới đây có xảy ra dịch bệnh như Anthony Chang dự đoán không? Mời quý vị cùng theo dõi qua đoạn video sau đây. Tin chi mới nhất của Anthony Chen, tháng 8 đen tối đang đến, cách nhân loại có thể vượt qua. Dự đoán chiến tranh hỗn loạn, gió lửa ngày đêm, chiến tranh lạnh tăng lên. Vào đầu năm, Anthony Chen đã phân tích năng lượng sát thương cực mạnh trong năm nay sẽ dẫn đến các cuộc chiến tranh quy mô lớn, đặc biệt là ở phương Tây. Điều này cũng liên quan đến việc giành giật tài nguyên và giành lấy lãnh thổ. Trong video mới nhất này, Anthony Chen bày tỏ rằng năng lượng chiến tranh trong tháng 8 đen tối này là vô cùng mạnh mẽ. Ông cho rằng xung đột vũ trang ở các nước phương Tây sẽ tăng gấp đôi, phạm vi của các cuộc chiến tranh liên quan sẽ được mở rộng và thậm chí các quốc gia khác cũng sẽ tham gia vào cuộc chiến. Năng lượng nội chiến của quốc gia sẽ ngày càng mạnh mẽ, dẫn đến chế độ và những kẻ mạnh về chính trị sẽ bị lật đổ, gia tăng thương vong. Về mặt chính trị, do năng lượng cực kỳ bất ổn vào tháng 8, Anthony Chen dự đoán rằng một hành động chống chính phủ quy mô lớn sẽ nổ ra, sau đó sẽ phát triển thành một cuộc xung đột bạo lực với nhiều thương vong hơn. Ngoài ra, Anthony Chen cũng tin rằng sẽ có nhiều nhà lãnh đạo quốc gia từ chức hoặc thay đổi trong ban lãnh đạo quốc gia. Các lý do bao gồm mất sự ủng hộ của dân chúng, suy thoái kinh tế, tranh giành quyền lực và liên minh, vân vân. Tất nhiên, nó cũng có thể là một lý do để che giấu sự thật phía sau, bởi vì lý do sự thực đằng sau sẽ không xuất hiện nhanh chóng như vậy. Dự báo thảm họa, năm mặt trời với các vụ nổ nhiệt. Anthony Chen nói rằng năm 2024 là một năm đặc biệt. Năm bát tự toàn dương có nghĩa là năng lượng của các vụ nổ lớn được nâng lên đến cực điểm và không có gì báo trước trong năm nay, đặc biệt là bắt đầu vào tháng 6. Đơn giản hồi tưởng một chút về các sự kiện phát sinh vào tháng 6 năm nay: vụ nổ container ở Bangladesh, vụ nổ nhà máy hóa dầu ở Thượng Hải, vụ nổ khí đốt ở Thiên Tân, Đông Sơn và nhiều hơn nữa. Tất nhiên cũng có xung đột Nga-Ukraine mà chúng ta không thể bỏ qua. Các cuộc tấn công tên lửa liên tục trong năm nay đã dẫn đến một số vụ nổ lịch sử. Anthony Chen nhắc nhở rằng không nên đánh giá thấp năng lượng của các vụ nổ lớn vào tháng 8 sắp đến. Ông hy vọng mọi người đều bình an vô sự. Anthony Chen chỉ ra rằng trong năm bát tự toàn dương thì ngoài việc kích các vụ nổ, nó còn mang lại những đợt nắng nóng lịch sử. Chẳng hạn như nhiệt độ cao trên 40 độ C đã xuất hiện tại nhiều nơi ở Trung Quốc, nhiệt độ ở Pháp cũng tăng vọt lên 42 độ C, phá kỷ lục kể từ năm 1949. Anh đã bị một đợt nắng nóng quét qua gây ra nhiều vụ hỏa hoạn.
Bồ Đào Nha chạm ngưỡng 47 độ C với 659 người chết. Nắng nóng cũng đã làm bùng phát các đợt cháy rừng nghiêm trọng, đã phá hủy hàng chục nghìn hecta rừng ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp và Hy Lạp. Thiên thời không thể nghịch, hỏa vận đã đến, sự gia tăng của nhiệt độ, đợt nắng nóng chỉ là một cảnh báo của thời tiết khắc nghiệt. Anthony Chang dự đoán rằng nhiệt độ và số người chết sẽ đạt mức cao kỷ lục mới kể từ tháng 8. Khủng hoảng hạn hán quy mô lớn sẽ mở rộng nhanh chóng, tình trạng thiếu hụt nguồn nước cũng sẽ trở thành khủng hoảng, nhưng người sống ở đất liền nhất định phải chuẩn bị trước. Dự báo thiên tai, thổ thủy hoành hành, Anthony Chang nói rằng sau nhiều lần tính toán cẩn thận, ông thấy rằng sắp tới sẽ xảy ra các trận lở đất và sạt lở đất nghiêm trọng do lũ lụt, những tòa nhà sụp đổ do lở đất. Điều cần đặc biệt nhấn mạnh là của vụ vỡ đập, dòng nước không thương tiếc nhấn chìm mọi thứ. Ông hy vọng nó không xảy ra, nhưng trong mọi trường hợp, những người sống trong khu vực có nguy cơ cao phải cẩn thận. Anthony Chang cũng đề cập rằng năm nay dự kiến sẽ có một sự chuyển biến lớn liên quan đến thổ, bao gồm cả động đất lớn, sóng thần hoặc núi lửa phun trào. Trong nửa đầu năm, các trận động đất xảy ra ở Nhật Bản, Philippines, Trung Quốc, Iran, Mexico, Afghanistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và các khu vực khác với cường độ khoảng 7,3 độ Richter. Ngoài ra, ông dự đoán lũ năm nay vẫn chưa qua. Trong vài tháng tới, năng lượng lũ sẽ tăng gấp đôi nên không thể không phòng. Dự báo nhân họa, khủng hoảng năng lượng, cạnh tranh tài nguyên. Anthony Chang nói rằng năng lượng của thế giới sẽ ngày càng trở nên thiếu hụt và nó sẽ dần trở nên tồi tệ hơn. Giá cả sẽ tăng cao hơn nữa. Ông dự đoán bắt đầu tháng 8, cung và cầu năng lượng, tài nguyên và lương thực toàn cầu sẽ tiếp tục suy giảm, gây ra sự mất cân bằng nghiêm trọng, dẫn đến hiệu ứng domino lớn hơn. Dự báo kinh tế, khủng hoảng lạm phát, suy thoái. Trong năm ngoái và tháng riêng năm nay, Anthony Chang đã nhiều lần đề cập đến những dấu hiệu của sự điều chỉnh kinh tế lớn, bao gồm lạm phát, hỗn loạn kinh tế, thiếu hụt năng lượng, tiêu điều và suy thoái. Trong dự báo này, Anthony Chang cho rằng bắt đầu từ tháng 8 đen tối, kinh tế toàn cầu là vấn đề quan trọng nhất cần chú ý. Theo dự đoán của ông, từ các cá nhân cho đến những nước lớn sẽ lâm vào tình trạng kinh tế khó khăn chưa từng có. Khi đó, sẽ có thêm nhiều quốc gia tuyên bố phá sản, xã hội rơi vào tình trạng hỗn loạn. Thêm vào đó, nửa cuối năm, một số lượng lớn các dự án đầu tư có nền tảng không vững chắc sẽ sụp đổ. Hơn nữa, các tập đoàn bất lương sẽ bị vạch trần. Ông nhắc nhở mọi người tuyệt đối không được tham, tốt nhất là án binh bất động. Nếu không, bạn sẽ là nạn nhân tiếp theo. Ngoài ra, Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất mạnh được cho là sẽ ảnh hưởng đến việc đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi mất giá nhanh chóng, gây ra một cuộc khủng hoảng tiền tệ lớn. Điều nghiêm trọng hơn là nền kinh tế thế giới nói chung sẽ chuyển từ lạm phát sang giảm phát và dần dần đi vào suy thoái. Tôi hy vọng mọi người sẽ không bị ảnh hưởng. Trong suốt các triều đại lịch sử, hầu như tất cả những kỳ nhân dị sĩ từng để lại những lời tiên tri chính xác đều khuyên thế nhân hãy tin vào thần Phật. Chỉ có tín thần, bảo trì thiện lương mới có thể tránh tiếp tục tạo hạ ác nghiệp, như thế mới có thể bình yên vượt qua các loại tai ách. Trong các video trước, Anthony Chang cũng từng nhấn mạnh rằng cách hiệu quả nhất để đối mặt với thảm họa là bảo trì thiện niệm. Ông tin rằng mọi thứ xảy ra đều có nhân quả và những hành vi trong quá khứ tạo nên nghiệp của ngày hôm nay. Anthony Chang nói rằng điểm mấu chốt của lời tiên tri không phải là nó có chính xác hay không, mà là sự cảnh báo sớm. Ông đã đề cập trong hội nghị báo cáo vào tháng riêng năm nay rằng các quẻ của năm 2024, chẳng hạn như trong kinh dịch, đều ẩn chứa thông điệp quan trọng, đó là con người nên giữ vững chính đạo và làm việc thiện. Ông cho rằng nếu con người muốn sống sót sau nhiều tai họa hơn nữa trong tương lai, họ phải bảo trì thiện niệm đối với con người, sự kiện và sự vật đều hòa ái. Đây mới là nhân loại thật sự và cách duy nhất để nhân loại nhìn thấy hy vọng trong tương lai. Và chỉ khi đó, nhân loại mới tránh được những thảm họa lớn hơn nữa. Nhà tiên tri Da Tô Trang dự đoán năm 2024, kinh tế toàn cầu tiến vào suy thoái, khởi đầu hỗn loạn. Ngày 29 tháng 2 năm 2024, nhà tiên tri Malaysia Da Tô Anthony Trang đã đăng video kết hợp với sự thay đổi năng lượng thiên thời đã dự đoán xu thế kinh tế toàn cầu và nguy cơ kinh tế trong tương lai. Ông nói, kinh tế toàn cầu sẽ thụt lùi 3 năm. Quẻ phong, từ bức tranh giải thích quẻ tượng của quẻ phong trong kinh dịch gồm có nước. Nước này có thể là biển hoặc sông. Trong nước có một con rồng ở hướng Tây, nhìn về hướng Đông, chỉ thấy thân rồng mà không thấy đuôi. Nhe nanh, múa vuốt tiến về hướng Đông Nam. Một con rắn từ hướng Đông Nam tiến về phía Tây, nghênh tiếp dọc. Nó thè lưỡi ra,
dáng vẻ không hề sợ rồng, dáng vẻ như sẵn sàng giao đấu. Bình thường thì nước tượng trưng cho tiền tài, nước trong hình vẽ không đầy. Ở bờ đông nam có một thư sinh chắp tay hướng về phía rồng, bầu trời phía bắc trong sáng, có núi có cỏ cây và một thư sinh một chân đạp lên hồ, mắt nhìn thư sinh bên bờ nước, miệng đang thổi tiêu. Hồ nhắm mắt ngủ gật, dáng vẻ nhàn nhã. Giữa hai thư sinh có hai đoạn trúc, đầu ống trúc phun lửa. Trúc báo hiệu bình an, cũng tượng trưng cho phú quý. Trúc nổi lửa nghĩa là bình an phú quý, bị thiêu cháy hết. Trước ống trúc có một hộp thực phẩm, tượng trưng cho thức ăn hoặc lương thực. Thông thường, quẻ tượng quẻ phong biểu thị được mùa, thu hoạch thành quả. Nhưng theo quy luật vũ trụ mà kinh dịch thể hiện thì vật cực tất phản, thịnh cực tất suy. Thông thường quẻ tượng này được giải thích là khuyên răn, tốt nhất là công thành, thân thoái. Bởi vì trong cảnh thịnh vượng có xu thế suy thoái, trong cảnh thịnh lớn ngầm chứa hung yểm, tiếp sau đó sẽ là suy bại. Sau đó đang ở yên vui cần nghĩ tới nguy nan, thỏ chết chó bị phanh thây, chim hết cung tên xếp xó nên lấy lùi làm tiến. Rồng là vật trên thiên thượng, uy lực ắt lớn mạnh hơn rắn, nhưng tục ngữ có nói rằng rồng mạnh không áp đảo được rắn đầu đàn. Rồng rắn tương đấu, lại có người và vật ở bên bờ tương trợ, tức là chỗ dựa nên không sợ hãi. Hơn nữa, bờ bắc còn có người, có hổ, rồng, mà lên bờ thì ắt sẽ long hổ tương đấu, bình an mất hết. Đây chính là nội dung mà quẻ tượng quẻ phong hiển thị. 14 tiên tri của Đa Tô Trang. Đa Tô Trang cho rằng, dưới sự thúc đẩy của công nghệ thông tin phát triển nhanh như vũ bão, thương mại quốc tế, dòng chảy của vốn, sự dịch chuyển của nhân khẩu khiến toàn thế giới ngày càng có quan hệ mật thiết với nhau, hình thành cục diện hệ thống kinh tế quốc tế phụ thuộc lẫn nhau, nhất là kỹ thuật số hóa, trí tuệ nhân tạo AI, blockchain, công nghệ sinh học v.v. đang thay đổi kết cấu ngành nghề, phương thức sản xuất và tập quán tiêu dùng toàn cầu. Sau dịch bệnh COVID-19, kinh tế toàn cầu bước vào giai đoạn phục hồi nhưng tăng trưởng chậm. Năm 2023 xuất hiện một loạt các hiện tượng như làn sóng các doanh nghiệp sụp đổ, cắt giảm nhân viên, sự thất tín của các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là nợ không trả được của tập đoàn Evergrande và Country Garden của Trung Quốc, sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley của Mỹ đã trực tiếp dấy lên con sóng ngút trời trên thị trường kinh tế thế giới. Trước cục diện như vậy, Đa Tô Trang dựa vào lý luận huyền học đã đưa ra 14 dự đoán về kinh tế thế giới. 1. Kinh tế phương Tây sẽ dần yếu đi. Đa Tô Trang cho rằng trong 80 năm qua, Bắc Mỹ là kim thổ vận, kinh tế cường thịnh. Nhưng sau khi bước vào cửu hỏa vận năm 2024, đối ứng với năng lượng của quẻ lôi hỏa phong, hỏa miền Nam khắc kim miền Bắc, do đó xuất hiện làn sóng ngân hàng sụp đổ và cắt giảm nhân viên. Hơn nữa, năm 2024, nước Mỹ lại tăng lãi suất, kinh tế đầy biến số. 2. Châu Âu, mối lo bên trong và bên ngoài. Đa Tô Trang cho rằng nhiều nước châu Âu bao gồm Anh, Phần Lan, Đan Mạch đều xuất hiện sự suy thoái kinh tế. Năng lượng kinh tế tổng thể của Âu Mỹ sẽ chuyển dịch từ phương Tây sang phương Nam và phương Đông. Do đó, thực lực kinh tế Đức sẽ tăng. 3. Thiên thời không thể đảo ngược. Đa Tô Trang cho rằng dịch bệnh tuy cơ bản đã kết thúc, nhưng sự phát triển thịnh vượng sau thời kỳ dịch bệnh chỉ là giả tượng, bởi vì quẻ lôi hỏa phong trông có vẻ đại biểu cho được mùa, nhưng trên thực tế là thượng trấn hạ ly. Thượng lôi hạ hỏa cũng đại biểu cho sự thay đổi. Do đó, vật cực tất phản, khi năng lượng đến cực điểm thì bắt đầu tiêu tàn, thế giới sẽ đầy thương tích. 4. Thiên khắc địa xung. Đa Tô Trang cho rằng, trong bát tự năm 2024 có năng lượng cực đoan, kinh tế có thể tăng nhanh nhưng không ổn định. Vì trong bát tự thiên can thuận sinh, địa chỉ toàn xung, tứ trụ là thiên khắc địa xung, cho thấy bề ngoài gió yên biển lặng, nhưng thực tế ẩn chứa cạm bẫy, nguy cơ tứ bề biến động đã ngay trước mắt rồi. Tài tinh ngũ hành thiếu thủy nghiêm trọng. Nên sau tiết hạ chí, nếu kinh tế vĩ mô không được cải thiện lớn, thì kinh tế sẽ tiếp tục xấu đi, toàn bộ hệ thống tài chính sẽ sụp đổ. 5. Bất động sản sụp đổ. Trong 20 năm qua, ngành bất động sản toàn cầu tăng trưởng nhanh chóng, được thiên thời thổ vận thúc đẩy, giá cả tăng cao. Bước vào cử vận, thổ không còn là vận nữa, vận thế lớn của bất động sản đã mất. Evergrande, Country Garden của Trung Quốc trong 2 năm qua đã nợ tổng cộng 590 tỷ đô la Mỹ. Đối diện với các vụ kiện thanh toán, những tòa nhà đang dang dở của Evergrande lên đến 1,62 triệu căn hộ. Đa Tô Trang cho rằng bất động sản đóng băng sẽ kéo dài ít nhất 3 năm. 6. Khủng hoảng kinh tế.
kinh tế Mỹ có khả năng tiếp đất mềm nhưng nợ sẽ không ngừng tăng. Dato dự đoán trong 30 năm tới, nợ quốc gia của Mỹ sẽ tăng gấp đôi, hệ thống tiền tệ toàn thế giới sẽ có thay đổi lớn. 7. Hàng rào thuế quan. Dato cho rằng động lực kinh tế Nhật sẽ suy giảm, vị trí cường quốc kinh tế thế giới sẽ bị thách thức. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ dẫn đến hai bên nâng cao thuế quan, ảnh hưởng đến lưu lượng thương mại và giá cả. Nhiều nước để tránh rủi ro của cuộc chiến thương mại cũng lựa chọn các chính sách bảo hộ thương mại, hạn chế đầu tư nước ngoài và điều chỉnh chuỗi cung ứng, giảm thiểu sự phụ thuộc vào nước nhập khẩu. 8. Kinh tế toàn cầu xấu đi. Dato cho rằng chiến trường, chiến loạn địa chính trị bao gồm cuộc chiến Nga-Ukraine, Israel-Hamas sẽ mở rộng đến châu Á. Cuộc đấu trí và cạnh tranh địa chính trị sẽ khiến kinh tế toàn cầu tiếp tục xấu đi. Tình hình thương mại quốc tế càng biến động là một biến xấu. 9. Thị trường mới nổi. Dato dự đoán khu vực Nam Á sẽ trở thành một trong những động lực phát triển kinh tế toàn cầu, thành mục tiêu chiến lược tương lai, nhất là các khu vực phía Nam như Đông Nam Á, Ấn Độ và miền Nam Trung Quốc, Úc, New Zealand. 10. Cường quốc tương lai. Dato cho rằng Ấn Độ sẽ trở thành cường quốc thế giới. Hiện nay Ấn Độ đã trở thành quốc gia có dân số đông nhất thế giới, là thị trường tiêu thụ tiềm năng với dân số 1,4 tỷ người. Trong 10 năm tới, quy mô kinh tế Ấn Độ sẽ từng bước tăng lên, trở thành cường quốc thứ ba thế giới. Nhiều người Ấn Độ sẽ trở thành chuyên gia, quản lý cao cấp, thậm chí lãnh đạo quốc gia ở các nước tiên tiến. 11. EU tan rã. Dato cho rằng trước năm 2030, EU có khả năng tan rã. Trong vài năm tới, châu Âu sẽ đối diện với thách thức trên nhiều phương diện. Sự khác biệt lớn về sức mạnh kinh tế và chủ nghĩa ích kỷ sẽ gây ra chia rẽ. 12. Nam Mỹ phân hóa. Dato dự đoán Nam Mỹ sẽ xuất hiện hiện tượng lưỡng cực hóa kinh tế. Argentina, Brazil, Mexico sẽ xuất hiện suy thoái kinh tế và lạm phát cao. Colombia và Chile sẽ xuất hiện cục diện xuất thuế thấp và đa nguyên hóa kinh tế, thúc đẩy sự phát triển xây dựng cơ sở tầng và khoa học kỹ thuật. 13. Biến đổi lớn. Dato cho rằng cửu vận hòa khắc kim, kim đại biểu cho phương Tây, năng lượng của phương Tây dần suy yếu. Nếu suy thoái kinh tế là tất yếu, thì khả năng lớn nhất là sự tụt dốc của các ông trùm công nghệ và sự suy giảm bất động sản và địa chính trị gây ra. Dato còn nhấn mạnh cần đặc biệt chú ý đến thời gian từ tháng 5 đến tháng 12 dương lịch, toàn thế giới sẽ có biến đổi lớn. 14. Khởi đầu hỗn loạn. Dato cho rằng năm 2024 là năm đầu tiên của cửu hỏa vận, cũng là năm bắt đầu hỗn loạn. Nếu không xảy ra tai họa quá lớn, thì nhân loại toàn thế giới có hy vọng có thời kỳ tạm thời yên ổn ngắn ngủi. Nhưng năm 2025 và 2026 là hai năm then chốt nhất, ắt sẽ nổ ra biến đổi và thay đổi lớn. Cũng như Antonio Chang, hai nhà tiên tri nổi tiếng thế giới là Thần Đồng Annan và Nostradamus cũng nói về tháng 8 đen tối nhất trong năm 2024, cụ thể là Thần Đồng Annan. Cậu bé Ấn Độ Annan đã chia sẻ trong video gần đây nhất rằng sự xuất hiện của ba ngôi sao đặc biệt từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7 sẽ ảnh hưởng lớn đến thế giới trong vài tháng tới, đặc biệt là tháng 8. Cậu nói, mọi thứ trên thế giới về cơ bản bắt đầu thay đổi từ kinh tế, địa lý sang sức khỏe, và thậm chí những sự kiện đáng kinh ngạc có thể xảy ra. Tháng 8 phải đặc biệt chú ý đến địa chính trị căng thẳng, thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh và bất ổn kinh tế. Annan còn lưu ý rằng nền kinh tế sẽ vô cùng hỗn loạn với lạm phát quá mức đang mang đến tổn thương. Cậu cho rằng mặc dù vàng và bạc gần đây đã giảm giá trị, chúng vẫn là những tài sản rất quan trọng, đặc biệt là vàng, bởi vì nó là một trong những tài sản duy nhất có thể chịu được sự thay đổi nhanh chóng của đồng đô la Mỹ, cũng như các cú sốc kinh tế vĩ mô lớn khác. Lời tiên tri 500 năm trước của Nostradamus đang ứng nghiệm. Chắc các bạn vẫn còn nhớ, nhà tiên tri vĩ đại nhất của phương Tây Nostradamus, người từng dự đoán chính xác sự trỗi dậy của Hitler, cuộc tấn công hạt nhân ở Hiroshima và thậm chí sự kiện ngày 11 tháng 9. Vào năm 1550, ông bất ngờ nhìn thấy một loạt dị tượng và đã ghi lại tiên đoán rằng thông qua ba người anh em, thế giới sẽ gặp rắc rối, kẻ địch sẽ chiếm một thành phố biển. Đói, lửa, máu, bệnh dịch và tất cả thảm họa đều tăng gấp đôi. Đối chiếu với những gì đang xảy ra, nhiều người cho rằng việc được đề cập trong bài thơ là chỉ chiến tranh thứ ba. Theo đó, cuộc chiến sẽ chiếm lĩnh một thành phố biển và cuối cùng khiến tất cả các thảm họa trở nên tồi tệ hơn. Thật trùng hợp, vào đầu năm nay, Nga bất ngờ xâm lược Ukraine, và cuộc chiến này không chỉ là vấn đề giữa Nga và Ukraine mà còn liên quan đến thái độ của NATO. Dường như đây là ba anh em được nhắc tới trong bài thơ, còn thành phố biển là chỉ Odessa ở Ukraine.
Trước khi chiến tranh nổ ra, Ukraine là một trong những quốc gia sản xuất lương thực quan trọng nhất thế giới và dựa vào Odessa để vận chuyển lương thực. Hiện nay vùng biển này gần như do Nga kiểm soát. Nostradamus viết tiếp, giá lúa mì sẽ tăng chóng mặt và mọi người trên trái đất sẽ tàn sát lẫn nhau trong tuyệt vọng. Dựa theo các số liệu thống kê của chương trình lương thực thế giới, hiện có hơn 300 triệu người đang đối mặt với nạn đói nghiêm trọng và số người không ngừng tăng lên. Phải chăng đây chính là điều mà Nostradamus đã nói tới? Lời khuyên của các nhà tiên tri, trong tâm nhất định phải có thần. Trong suốt các triều đại lịch sử, hầu như tất cả những kỳ nhân dĩ sĩ từng để lại những lời tiên tri chính xác đều khuyên thế nhân hãy tin vào thần Phật. Chỉ có tín thần, bảo trì thiện lương mới có thể bình yên vượt qua các tai họa. Trong các video trước, cả Anthony Chang và Anand đều nhấn mạnh rằng cách hiệu quả nhất để đối mặt với thảm họa là bảo trì thiện niệm và trong tâm nhất định phải có thần. Họ tin rằng mọi thứ xảy ra đều có nhân quả và những hành vi trong quá khứ tạo nên nghiệp của ngày hôm nay. Bản thân ông Anthony Chang cũng từng đề cập trong hội nghị dự báo vào tháng Giêng năm nay rằng các quẻ của năm 2024 theo kinh dịch đều ẩn chứa thông điệp quan trọng, đó là con người nên giữ vững chính đạo và làm việc thiện. Quả thực, đây mới là trạng thái thật sự của nhân loại, là cách để nhân loại nhìn thấy hy vọng trong tương lai. Anthony Chang đưa ra lời khuyên nhân loại chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ. Chúng ta từng tự cao tự đại cho rằng con người có thể thao túng mọi thứ, nhưng kết cục là ngày càng có nhiều thứ không thể thao túng được. Nhưng thần có thể nói cho bạn tất cả, hãy tin vào những gì bạn tin, đừng thiện niệm đối đãi với tất cả để được thần bảo hộ. Video của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Chúng tôi hy vọng rằng trong video đã mang lại cho các bạn nhiều khám phá ý nghĩa. Đừng ngần ngại để suy nghĩ của bạn ở phía dưới video và đừng quên đăng ký kênh để nhận thông tin khi có video mới từ chúng tôi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.